Hoài Sa và Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình VIETV. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và sau đây kính mời quý vị bước vào bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thiện Hạnh. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh là bản tin cho biết miền Bắc sắp hứng chịu đợt mưa lũ mới. Trong vài ngày tới, miền Bắc Việt Nam sẽ phải hứng chịu thêm một đợt mưa rất lớn sau khi đã gặp nhiều thiệt hại trong đợt mưa kéo dài từ trung tuần tháng 6 cho đến nay. Đợt mưa lớn từ trung tuần tháng 6 cho đến ngày 12 tháng 7 đã gây sạt lở, tạo thành lũ, lũ quét, gây tổn thất nặng nề cả về nhân mạng lẫn tài sản cho miền Bắc Việt Nam. Tính đến 12 tháng 7 đã có 20 người thiệt mạng và mất tích, trong đó 14 trên 20 nạn nhân chết hoặc mất tích trong thời điểm từ ngày 6 tháng 7 cho đến 12 tháng 7. Dự đoán tổng thiệt hại tài sản bao gồm nhà cửa, hoa lợi, hệ thống hạ tầng bị hư hại do mưa lũ đã lên đến 30 tỷ đồng. Bởi lượng nước trong đợt mưa vừa qua quá lớn, lại xảy ra chủ yếu ở các tỉnh miền núi, cộng thêm việc sẽ có thêm một đợt mưa rất lớn sắp đổ xuống vào cuối tuần này. Ủy ban phòng chống thiên tai của Chính phủ Cộng sản Việt Nam cảnh báo, có thể bộ phận điều hành của các hồ chứa nước Thủy điện Sơn La, Thủy điện Hòa Bình sẽ phải xả nước. Thưa quý vị, một nhà xưởng 4.000 m2 đổ sập khi đang thi công. Khoảng 4.000 m2 nhà xưởng đang thi công tại một khu công nghiệp ở tỉnh Hà Nam đã bị đổ sập. Tai nạn khiến cho 4 công nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc xảy ra vào lúc 9 giờ ngày 14 tháng 7 tại công trình thi công nhà xưởng của công ty cổ phần Hub Projects nằm trong khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý của tỉnh Hà Nam. Thời gian trên, nhóm công nhân đang thi công lắp đặt khung nhà xưởng của công ty cổ phần Hub Projects thì bất ngờ dàn thép nghiêng ngã rồi đổ sập xuống đất. Theo tờ báo mạng trong nước, giới chức ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cho biết, tai nạn khiến ít nhất là 4 công nhân bị thương, trong đó 2 người đã bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, 2 người bị thương nhẹ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Đến 6 giờ chiều cùng ngày, chưa ghi nhận có trường hợp nào tử vong. Nguyên nhân ban đầu được các cơ quan chức năng xác định là do nhà thầu thi công ẩu, chưa chấp hành đúng các quy định về an toàn lao động, công trình thi công bị sập rộng khoảng 4.000 m2. Giám đốc mang xe cấp cứu biển xanh đi đòi nợ. Chiếc xe cấp cứu biển xanh thay vì chở bệnh nhân thì được ông Mai Như Xuân, giám đốc một phòng khám ở Thanh Hóa, mang đi đòi nợ, chặn trước cổng nhà người dân. Theo tin của báo Người Lao Động trong nước vào ngày 13 tháng 7, ông Đào Văn Thiệu, trưởng công an xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận có việc ông Mai Như Xuân, giám đốc phòng khám đa khoa Đại An, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, đã mang chiếc xe cứu thương biển xanh đến chặn trước cổng nhà của bà Trương Thị An ở xã Nga Hưng từ 4 ngày trước. Theo bà An, gia đình chị có nợ ông Mai Như Xuân một số tiền. Vừa qua, ông này có đến hỏi nhưng gia đình chị An chưa có trả nên xin khất ông Xuân. Ông Xuân giận dữ đã mang xe cứu thương biển xanh nói trên tới đổ trước cổng 4 ngày. Bà An cho biết bà làm nghề cắt tóc, chồng là lái taxi. Kể từ hôm ông Xuân mang xe đến chặn trước cổng, cuộc sống của gia đình bà đã đảo lộn, chẳng thể làm việc kinh doanh được gì. Ninh Bình đã bắt được 1,2 tấn nhộng tầm thối trên đường đi tiêu thụ. Thưa quý vị, có hơn 20 thùng xốp chứa xác nhộng tầm đã bốc mùi hôi thối đang trên đường vận chuyển từ tỉnh Lâm Đồng ra tỉnh Hà Nam để phân phối cho các quán ăn đã bị cảnh sát giao thông tỉnh Ninh Bình phát giác và bắt giữ. Theo báo trong nước, ông Phạm Việt Hùng, phó trưởng trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 1A thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày 12 tháng 7, trong lúc tuần tra trên tuyến quốc lộ 1A, phòng cảnh sát này đã phát giác xe khách cho tài xế Vũ Quang Minh, 45 tuổi, trú ở Lý Nhân, Hà Nam, chạy hướng Thanh Hóa, Hà Nội, có dấu hiệu nghi vấn. Giới chức tuần tra ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra và phát giác trên xe đang chở 23 thùng xốp, trọng lượng là 1.150 kg nhộng tầm, đã bốc mùi hôi thối và không rõ nguồn gốc. Theo lời khai của ông Minh, toàn bộ số hàng trên được một người thuê chở từ Lâm Đồng ra Hà Nam để tiêu thụ cho các quán ăn. 330 nhà dân ở Sài Gòn có nhà biến thành hầm. Sau dự án nâng đường chống ngập ở Sài Gòn, hàng trăm nhà dân biến thành hầm. Ngày 13 tháng 7, giới chức quận Bình Tân, Sài Gòn đã thống kê xong số gia đình dân, đề xuất mức phí hỗ trợ nhà dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng đường chống ngập trên đường Kinh Dương Vương. Theo đó, tổng số nhà dân bị ảnh hưởng và được hỗ trợ là 330 căn, với tổng số tiền là 5,2 tỷ đồng. Đối với các căn nhà nâng nền từ 0.5m trở lên thì được hỗ trợ mức giá sàn lấp 110.000 đồng cho 1m2. Các căn nhà nâng nền dưới 0.5m tự chịu kinh phí sửa chữa. Mức hỗ trợ thấp nhất mỗi gia đình dân là 385.000 và cao nhất là 171 triệu. Trước đó, dự án nâng đường Kinh Dương Vương đoạn từ mũi tàu Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân cũng đã ảnh hưởng đến gần 600 nhà dân.
Ngoài ra, trên đoạn đường này có 44 tuyến đường hẻm nối ra con đường chính Kinh Dương Vương cũng đã bị tác động. Đà Lạt mở đường dây nóng xử lý cò du lịch. Thưa quý vị, vào sáng ngày 14 tháng 7, giới chức thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã yêu cầu tổ công tác chuyên trách thuộc Công an thành phố Đà Lạt thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát công khai trên địa bàn để xử lý tình trạng chèo kéo khách du lịch. Theo đó, giới chức thành phố tổ công tác tập trung tại các địa điểm như là Vườn Hoa thành phố, đường Nguyên Tử Lục, vòng xoay cửa ngõ thành phố, các khu du lịch, khu vực chợ đêm, nhằm kịp thời xử lý những trường hợp tiếp thị dưới dạng cò. Đặc biệt, tổ công tác sẽ xử phạt những người sử dụng xe máy đeo bám khách du lịch để tiếp thị sản phẩm, đồng thời giao cho các phường phối hợp với công an thông báo, yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh cam kết không nâng ép giá, không sử dụng người tiếp thị trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Thành phố cũng cung cấp số điện thoại đường dây nóng để người dân và du khách kịp thời phản ánh những hành vi chèo kéo khách, nâng giá hay gian lận thương mại. Thưa quý vị, Sài Gòn đã thay hàng loạt hố ga. Ngày 13 tháng 7, tin từ Sở Giao thông Vận tải Sài Gòn, cơ quan này đề xuất Ủy ban thành phố cho thực hiện thí điểm lắp đặt miệng thu gom nước mới do Công ty Thoát nước Đô thị nghiên cứu, sản xuất nhằm thay thế 338 miệng thu gom nước cũ, hay còn gọi là hố ga, không bảo đảm mỹ quan, khả năng chắn rác kém, lại còn phát tán mùi hôi. Trước mắt, Sở Giao thông Vận tải thành phố đề xuất lắp đặt miệng thu gom nước mới trên 3 tuyến đường và 2 tuyến hẻm. Cụ thể là gồm đường Trương Định, quận 1, quận 3, đường Vĩnh Khánh, quận 4, đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp và 2 tuyến hẻm 254 và 385 trên đường Lê Đức Thọ. Những khu vực trên được xác định có miệng thu nước không đồng bộ với vỉa hè. Miệng thu thường bị rác lấp bít, gây tắc nghẽn nước và ô nhiễm môi trường. Dự kiến việc thay thế miệng thu gom nước mới sẽ được thực hiện trong tháng 7 năm nay với kinh phí hơn 4 tỷ. Thưa quý vị, đã phát giác hàng ngàn cây cần sa trên đỉnh núi hiểm trở. Trong khi tuần tra, giới chức tỉnh Bình Thuận đã phát giác hàng ngàn cây cần sa được trồng ở đỉnh núi hiểm trở, giáp ranh của hai tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu. Vào ngày 14 tháng 7, theo tin từ báo Người Lao Động, giới chức tỉnh Bình Thuận cho biết đã tiêu hủy hơn 3.000 cây cần sa được trồng tại khu vực núi Hai Đen, được gọi là núi Bể, giáp ranh giữa hai tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, giới chức tỉnh Bình Thuận đã phát giác trên diện tích khoảng 700m² trên đỉnh núi Hai Đen với địa hình hiểm trở, có hơn 3.000 cây cần sa được trồng đang giai đoạn phát triển. Mỗi cây có chiều cao từ 40-60cm, một lán trại rộng khoảng 20m² và một bể chứa nước. Do không phát giác được đối tượng trồng cần sa nên lực lượng chức năng đã tiến hành phá nhổ và tiêu hủy tại chỗ số cần sa trên cùng với lán trại và hệ thống đường ống tưới tiêu. Thưa quý vị, xe hơi mất lái tông vào 4 người đi bộ. Bản tin cho hay một chiếc xe hơi 7 chỗ mất lái đã lao thẳng vào 4 người đi đường rồi đâm đầu vào đuôi xe tải. Sự việc khiến cho một người chết và 3 người bị thương nặng. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều ngày 13 tháng 7 trên đường Bình Hòa, khu Đồng An 2, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm trên, chiếc xe hơi 7 chỗ chưa rõ danh tính tài xế, điều khiển ở trên đường Bình Hòa 24 hướng ra tỉnh lộ 43, đến trước một tiệm buôn bán trái cây. Ở trên đường thì chiếc xe đã bất ngờ mất lái tông vào 4 người, trong đó gồm 2 phụ nữ, 1 đàn ông và 1 trẻ em. Tất cả nạn nhân bị hất văng ra xa, xe hơi húc đầu vào một chiếc xe tải đậu phía trước rồi mới dừng lại. Người dân nhanh chóng hỗ trợ người bị nạn đi cấp cứu, nhưng một phụ nữ đã chết do bánh xe chèn qua người. Trong 3 nạn nhân còn lại bị thương nặng, có 1 trẻ nhỏ. Một thanh niên say ma túy ném bom xăng đốt nhà hàng xóm. Thưa quý vị, một thanh niên say ma túy ở Trà Vinh đã lấy bom xăng ném vào nhà hàng xóm rồi cầm kéo đâm một cảnh sát bị thương. Tin từ báo mạng trong nước cho hay, vào ngày 14 tháng 7, Công an thành phố Trà Vinh đã tạm giữ hình sự đối với Cao Văn Minh, 31 tuổi, ngụ khóm 7, phường 9, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo cảnh sát, khuya 3 ngày trước, vào ngày 11 tháng 7, Minh sử dụng ma túy rồi sang nhà hàng xóm chơi. Lúc này, Minh đã xảy ra cự cãi với hàng xóm nên về nhà lấy chai thủy tinh, chứa xăng và ném sang để đốt nhà người khác. Hai cảnh sát được phân công đến hiện trường giải quyết vụ việc. Khi đó, Minh tiếp tục ném gạch đá vào nhà hàng xóm và cầm kéo gây thương tích cho một cảnh sát. Gây án xong, Minh bỏ trốn. Công an thành phố Trà Vinh đã huy động cán bộ, đến 2 giờ sáng hôm sau thì bắt giữ được nghi phạm. Khi đưa về trụ sở cảnh sát, Minh vẫn còn biểu hiện say ma túy. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam Thanh đến tỉnh cùng với Thiện Hành và Hoài Sa. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.